Dạ xin kính chào quý cô chú anh chị, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Shop Kinh doanh Khoan Gia. Thì mỗi ngày một cây đàn mọi người, thì em sẽ giới thiệu cho mọi người một cái dòng đàn acoustic đến từ thương hiệu Moritz. Và cây đàn này nó có được mang tên là W60 Bezel. Thì nói về dòng Bezel thì cái chữ Bezel nó đã nói lên cái điều đặc biệt của những cái đàn Moritz dòng Bezel mọi người. Thì dòng Bezel nó sẽ có những khác biệt gì thì em xin chia sẻ với quý cô chú anh chị luôn. Rồi, đối với một cây đàn W60 Bezel thì mọi người thấy là thường thường á mà mọi người sẽ không thấy được cái tem của cây đàn. Vì vì những dòng này họ khắc laser lên trực tiếp cái trên nẹp gỗ của cái đàn nha mọi người, và đóng cái mộc model của cái đàn phía trong thùng đàn đó. Thì chúng ta sẽ có là một cái dòng là W60 bezel được khắc trên cái mộc này đó, mọi người thấy không đó, nó được khắc lên cái mộc ở đây nè mọi người đó, nó hơi ánh sáng nó hơi mờ tí đó, mọi người thấy rõ không đó, và cái từ W60 nó nằm ở trên đó. Rồi, và nó khác nhau cái gì nữa thì em sẽ chia sẻ với mọi người tiếp theo này. Rồi, chúng ta sẽ có một cây đàn có một mặt top sprue solid. Rồi, một cái dòng khá cao nha mọi người, dòng này khá cao ha, dòng này khá cao. Rồi, mặt top có những cái vân chạy rất là đẹp đó, nhìn rất là quyến rũ mọi người, nhìn đã lắm mọi người. Cầm cái đàn trên tay cầm thật sự là cái mùi hương của nó vẫn còn rất là thơm mọi người, rất là dịu. Rồi, cái này sở hữu một cái con ngựa là zin, mặt tớp đẹp nha mọi người đó. Mặt tớp đẹp. Rồi, chúng ta sẽ có được một cái viên ở miệng thùng mà xà cừ đó, được họ làm một cái viên xà cừ ở trên miệng thùng. Thì khi mà mình nhìn vào á, mình sẽ thấy được cái độ cao cấp của cái đàn, cái độ bezel của cái đàn, điều đặc biệt của cái đàn đó mọi người. Rồi, họ có một cái viên chạy dọc bao bọc thân đàn luôn mọi người. Thì cái viên này đó, cái viên đó, chạy dọc theo thân đàn. Rồi, chúng ta sẽ đi tới phần hông thì chúng ta sẽ thấy được là họ sử dụng gỗ gỗ này ta kêu bằng là gỗ cẩm nha mọi người, gỗ cẩm, nhưng mà cái gỗ cẩm này nó có tên là Jadakanga đó. Cái vân của nó lớn hơn, nhìn nó chiến hơn. Cái đàn này thì cái nước sơn bóng của nó hơi bị ố nha mọi người đó, tất cả cái chi tiết còn rất là đẹp, chỉ có nước sơn bóng thôi. Rồi, đối với dòng W60 bezel này thì chúng sở hữu một cái lưng ba mảnh nha mọi người, hai bên là Jadakanga và chính giữa là gỗ maple. Rồi, rất là tiếc là cái đàn này thì nó đã bị ố cái phần mặt sau nha mọi người. Nếu mà quý cô chú anh chị nào mà thật sự mà gọi là trao chuốt á, để nhưng nếu mà để như vậy không thì cũng được, không sao hết, không có vấn đề hết. Nếu mà trao chuốt hơn thì mọi người có thể là về mọi người thuê thợ, mọi người đánh cái lớp bóng này ra. Có tay nghề nha mọi người, phải có tay nghề mới làm được. Đánh lớp bóng này ra, mình sẽ làm lại một lớp bóng khác tuyệt vời hơn, và là một cái đàn đẹp. Và cái giá của cái đàn này em nói thật sự với mọi người á, bên Shop Kinh doanh Khoan Gia bán rất là rẻ so với thị trường luôn. Mọi người có thể biết là W60 bezel tại thị trường Việt Nam nó rơi vào tầm giá 16, 17, 18 triệu là bình thường nha mọi người. Đối với một cây đàn đẹp hoàn hảo không bị vấn đề gì hết thì nó lên tới tận cái giá đó rất là cao đó. Mà cũng đúng thôi mọi người, tại vì dòng đàn này nó thật sự nó rất là hay và đặc biệt, khó mà có thể so sánh được với những cái dòng đàn khác, cho nên cái giá trị của nó nằm ở chất lượng của nó nha mọi người. Cái giá trị của nó nằm ở chất lượng của nó. Rồi, chúng ta sẽ đi tiếp theo tới phần cần đàn đẹp mọi người. Đó, phần cần đàn đẹp. Phím gỗ phím sắt thì vẫn ok nha mọi người, chưa có bị mòn gì hết. Thì mọi người thấy có những cái dấu này là cái dấu tay bấm nè mọi người. Đó, thì nó có những in hằn những cái dấu tay bấm này. Nó không phải là mòn, nó không có mòn nha mọi người, nó bị in hằn thôi.
Đó. Cân đang thẳng đẹp, action tốt nha mọi người, action mình cân chỉnh thoải mái. Rồi. Logo Moric. À, đối với cái dòng W60 bezel này mọi người thấy là họ thiết kế một cái chữ Moric dọc và được khảm xà cừ mọi người, nhìn rất là cao cấp luôn. Và cái điều đặc biệt trên hết nữa đó, đó là ở W60 bezel thì nhà Moric đã sử dụng một bộ khóa tên là Saler. Bộ khóa này là made in Germany nha mọi người, ở Đức đó. Thì em cũng có đăng một cái cây, đó là cây W45H. Đó là cũng một dạng đàn custom của hãng mọi người. Họ cũng sử dụng bộ khóa Saler này. Đó, nhưng mà bộ khóa Saler này là bộ khóa sử dụng trên W60 bezel. Còn cái bộ khóa mà sử dụng trên W45H á là một bộ khóa hợp bằng kim loại. Đó. Còn cái này cũng bằng, còn cái này bằng nhựa nha mọi người. Cái bộ khóa này bằng nhựa nha. Nhưng mà em nói với quý cô chú anh chị là cái bộ khóa Saler này rất là xịn và cao cấp và rất là bền nha mọi người. Nhiều khi mình xài hư cái đàn luôn, bộ khóa vẫn còn yên nguyên à. Đó. Và bộ khóa này cũng rất là mới và đẹp. Cái điều chi tiết mọi người thấy là họ sử dụng vít dẹp thay vì vít ba ke như thông thường á, họ sử dụng vít dẹp. Rồi, cái đàn này thì em xin phép công bố giá cho mọi người nha mọi người ơi. Đó, cái đàn này thì có giá là hiện tại shop Gia Nhật Văn Gia đang bán mức giá là 11 triệu kèm theo cash. Thì quý cô chú anh chị cũng nhìn thấy được cái đàn rồi đó. Mọi chi tiết cái đàn này thì nó cũng còn khá là đẹp. Tuy nhiên thì có cái phần mặt lưng thì nó hơi bị ố nè mọi người. Nó ố toàn bộ phần lưng nè. Thì mọi người nếu mà mọi người có thể là mọi người làm lại đẹp được đó mọi người. Nhưng mà tại vì shop Gia Nhật Văn Gia không có cái điều kiện thời gian nhiều để mà em làm những cái này, nên thay vì đó thì em sẽ bán giá tốt cho mọi người về là mọi người có thể khắc phục cái lỗi này lại nha. Để giảm cái chi phí khắc phục cho mọi người lại thì cây đàn này thì em bán mức giá là chỉ là 11 triệu thôi. Em kèm cho mọi người một cái case. Thì cái case đây là mọi người, em cho mọi người xem cái case ha. Một cái case Nhật. Một cái case Nhật viền nhôm mọi người. Đó, một cái case Nhật viền nhôm. Một cái case này cũng rất là đẹp, rất là tốt. Đó. Đó. Em sẽ là cái case này sẽ đi theo cây đàn nha mọi người. Rồi, Gia xin chào và hẹn gặp lại với cô chú anh chị. Chúc mọi người xem clip thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nha mọi người. Chúc mọi người có thể tìm kiếm được cho mình một cây đàn thật là ưng ý. Hãy like nếu mà thích, đăng ký giúp em một lượt đăng ký nha mọi người, để mọi người có thể theo dõi được những cái video của em khi em đăng tải, mọi người nhận được liền. Biết đâu mọi người có thể tìm kiếm được cho mình một cây đàn ưng ý tại shop em. Gia xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo. Gia bye bye mọi người.